nhằm tạo không gian để người dân vui chơi giải trí và thu hút khách du lịch đến với Bến Tre. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức chợ quê ngày Tết tại công viên Cái Cối thuộc xã Mỹ Thạnh An từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa với nhiều hoạt động hấp dẫn. Chợ quê ngày Tết gồm 15 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ẩm thực tham gia buôn bán cùng các gánh hàng bánh dân gian của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre, các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của Thành đoàn Bến Tre, xe thư viện thông minh lưu động của thư viện Nguyễn Đình Chiểu. Nhằm mục đích của chi hội là quảng bá 222 món về dừa trong cái dịp lễ chợ quê lần này cho thực khách các tỉnh về. Đồng thời đó thì cũng gắn kết để các doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn, các điểm ăn uống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để quảng bá cho mọi người để khi đến những cái đơn vị và những cái doanh nghiệp của các trong chi hội và ngoài chi hội. Các gian hàng ẩm thực phân bổ trong khuôn viên công viên Cái Cối kết hợp bố trí một số tiểu cảnh ngày Tết sinh động. Qua sự kiện tạo không gian địa điểm để người dân vui chơi giải trí, thu hút du khách tại thành phố Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đến cái chợ quê, cái không gian chợ quê Tết này đó, thì chú thấy hết sức là thích thú. Thì không gian ở đây tuy rằng đã gọi là chợ quê rồi, không phải là một cái nơi mà nó sang như ở các cái khu chợ khác, thì như thế này mới đúng chất là chợ quê. Thì nói chung thì những cái chất lượng, những cái món ăn ở đây nó hết sức là gần gũi. Bởi vì mình đến đây đó, mình cảm nhận mình ăn lại được cái món mà ngày xưa mình thích đó, thì mình hết sức là thích thú. Mình thấy đây là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa của thành phố Bến Tre, tạo cho thành phố có một cái điểm nhấn cũng như là một cái không gian để cho người dân có thể đến để trải nghiệm cũng như là thưởng thức những cái món ăn ẩm thực rất là mang đậm cái hương vị của quê hương. Nó giúp cho người dân có thêm được cái sân chơi, và mình thấy ở đây nó cũng có bố trí các cái địa điểm thì rất là phù hợp, ví dụ như là khu vực sinh hoạt cộng đồng, rồi các cái khu vực mà dùng đồ ngọt, đồ mặn, mình cảm thấy rất là hài hòa. Chợ quê ngày Tết có sức hấp dẫn đặc biệt, lưu giữ những hình ảnh của Bến Tre là điểm nhấn du lịch dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Chợ quê ngày Tết được diễn ra từ ngày 23 tháng 1 đến 30 tháng 1, từ 15 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần.